ngoại đạo họ làm chứng kết đơn sơ vậy. Ơn thứ nhất, ơn thứ nhì, ơn thứ ba, xong. Tính là con mang nghe tới chết luôn đó. Cái gì? Con mang bệnh tới chết luôn. Bị gì á, gia đình con nghèo, hộ nghèo, bia con đi lại nhà thương nằm. Là thương nằm ai nuôi? Rồi thôi chứ con hút thuốc, thuốc tây uống với con mắt con giờ hết tới đường. Cái con lên cha mà hết không hay. Hết cẳng không hay nè. Hết không hay à. Cái em con đã trưởng đoàn đó dẫn đây, con thỉnh thô nước giờ con uống. Còn nó đi thỉnh giờ con uống, nó đi thỉnh giờ con uống. Bà hờ đâu hết chứ đáp anh không hay. Thôi nè. Chính là chưa đi cha. Bị đoàn xe 30 người mà giờ đi có 13 người à. Giờ gắn lên đặng con chia sẻ với cha. Và trước á là tạ ơn Chúa, sau nữa là con cảm ơn cha độ cho con hết. Bây giờ con quá trời khỏe rồi. Con tính là con mang bệnh tới chết luôn đó. Vậy chứ bác sĩ kêu nằm nhà thương ai nuôi? Ở nhà con mình nghèo chết mẹ à. Điện mà lại chưa có nước nữa cha. Con ở Vĩnh Long. Ở vùng Vĩnh Long ở chỗ nào mà vùng nó không có điện, không có nước? Đồng Phú. Ở bên Đồng Phú đường qua Cá Bè cha. Trời. Không có điện, không có nước. Bị gì con nghèo, vô tới con 20 triệu rồi sao con tiền đâu con vô điện. Con tính là tới chết luôn. Thôi kệ, kệ chết là chết cha ơi. Chứ giờ sao giờ ai hờ con đi lên cha mà sao tự khiến tự ên đi. Em con đi nắm đoàn đi đó. Cái con nói thôi kệ đi đại em ơi, đại đi. Lên cái cha dò đầu con hướng này. Cái gì sao con nói trời ơi sao mà cha ba bệnh mình bệnh nhiều mà cha dò đầu vậy sao hết trời ơi. Vậy thôi cũng bỏ qua đi. Cái uống nước. Uống nước rồi cái cha em đi thỉnh đó. Vừa uống, thỉnh vừa uống, uống ghét của vợ. Đáp anh không hay. Hết bệnh không có hay à. Mừng gì mà hết lớn luôn rồi cha. Hôm nay con lên đây trước là tạ ơn Chúa, sau nữa cảm ơn cha, cầu nguyện cho con. Kể con sống được chừng năm nào hay năm nấy, 75 rồi con gì nữa. Vậy chứ đập cắn về xong đi. Tiền đâu đi xe. Bây giờ tao nói giờ tao đi được rồi mày ơi. Mày cho tao đi đi. Ừ. Chứ đi lên coi. Thầy em đây là con bò không đó. Giờ con uống thuốc tây ghét rồi sao giờ con mắt con kỳ quá cha. Rồi bà tên là gì? Nguyễn Thị Quýt. Nguyễn Thị Quýt. Bà bao nhiêu tuổi? 75. Rồi bà ở với ai? Có con thằng con trai mà nó chưa có vợ. Nó ở ngoài gì kêu chỗ gì mằng ớt đó. Giờ có mình con nhà, nhà, nhà. Ông ở đâu? Hả? Ông ở đâu? Đi ra ngoài Đà Lạt mà ở ngoài á. Có hai mẹ con à. Chồng chồng đâu? Chồng bà. Anh này chết hồi 32 tuổi với giờ cha. Ở vậy nó nuôi con tới 7 đứa. Trời ơi. Cha thấy đau thương chưa? Đau thương mà cười tươi quá. Cháu nó bệnh hết bệnh là mừng chết mẹ rồi. Nói thiệt nha. Có ngày ăn có khi ăn cơm khi không ăn cha. Ăn uống gì được. Gầu hỏi cha chứ đâu dám mà thiếu nợ lấy gì trả. Vì nhà nước nó nợ ngay ở mà cho sổ hộ nghèo đó. Rồi thôi kệ cho chị ăn đi. Kệ mẹ chơi. Mà sao nhờ cha mà đồ. Mà sao giờ cha cho con hết chứ con mắc đi. Bây giờ thì nhà bà đã có điện chưa? Hả? Nhà bà đang ở có điện chưa? Dạ chưa. Có nước chưa? Chưa luôn. Bây giờ muốn đóng điện nước thì hết bao nhiêu? À, bữa hổm ở dưới huyện lên á, khám sát 20 triệu. Rồi tôi nói chú ơi giờ tôi có sổ hộ nghèo. Rồi nó thôi để cho em về em hỏi coi dưới có giảm bớt không. Cái nói xuống lên nói cái gì điện đầu này yếu đầu kia yếu. Kẻ à cho. Con thấy cha cho người là cho kéo giùm. Rồi kéo sợ cho gây lộn gây lạo. Cái nó cắt cái hồi cũng chết nữa. Chứ không phải tự nhiên của mình đâu. Tôi nói thôi giờ chị em cho tôi rất cảm ơn. Giờ thôi để tôi đốt từng dầu mẹ đi. Thưa anh chị em, cho đến thế kỷ thứ 21 rồi mà ở Vĩnh Long không xa thành phố Sài Gòn bao nhiêu, nó khoảng chừng hơn 100 cây số chứ nhiêu. Rồi vậy mà có một người vẫn không có điện mà vẫn không có nước, vẫn phải đốt đèn dầu. Rồi nước không có thì bà xài bằng nước gì? Tôi chủ yếu xin lỗi trời mưa tôi mừng bằng cha tôi sống vậy vậy.
đặng hứng nước mưa, đặng xài, uống cũng nó, mà ăn uống cũng nó, rồi tắm rửa hà dưới mương. Trời ơi cha ơi, giờ nó chơi thuốc sâu quá cha ơi. Ở đứa kiếp, chơi kiếp. À, vâng, thuốc sâu quá thì nó nước mưa nó bị ô nhiễm. Thôi thì bây giờ như vậy nha, tôi nói bà này là bà đã được ơn rồi. Bà nói là bà mừng chết mẹ luôn. Là cái giọng người nam đó, nó rất là dễ thương. Cái chữ đó nó rất là dễ thương, thưa anh chị em. Chú giáo vậy trơn thiệt á, tôi nói cái gì nha. Tôi nhờ cha trước là tạ Chúa, sau nữa nhờ ơn cha, mà tôi hết bệnh về tôi xuống dưới tôi cũng nhớ cái ơn của ông đó. Mà xuống đâu? Vô với ông phủ quá. Trời ơi, chết lên thiên đàng. Hả? Chết lên thiên đàng. Được không? Nói được. Ai biết đâu à? Nhờ cha nói ơi, bà không tiền không cho lên nữa. Xe đi cổ không được nữa. Khổ cha ơi, khổ lắm. Đây, tôi nói với bà, tôi nói với bà là bà có tin vào Chúa không? Không tin lên đây chi trời. Đó là câu mất họng đó. Không tin rồi lên đây làm gì? Trời ơi là trời, tự sớm mơ giờ cũng biết có một miếng cơm thôi. Mừng rồi đi xe không ăn. Ăn gì cha mừng chết mẹ. Thưa anh chị em, nếu bà tin vào Chúa thì Chúa ở đâu bà sẽ được ở đó. Mà bây giờ Chúa ở trên trời, ở trên thiên đàng, thì Chúa cũng đưa bà về trời, về thiên đàng với Chúa. Vậy tôi còn mừng. Đâu mà ước rồi biết được, cha nói mừng quá không biết ước được không cha ơi. Chắc chắn là được, không phải là ước. Được, chắc chắn với bà mà. Bà bắt tay vô nó chắc ăn. Lớn tuổi già chứ tôi đi tới đâu cũng như nít vậy cha. Ai cũng chọc kệ, chọc chọc cha mình vui vẻ người ta mới chọc. Mà tôi nói thiệt cha, con nói đây thật sự. Trước là tạ ơn. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người là bà ấy nói là bà ấy như là trẻ con, đi đến đâu là vui đến đó. Mà Chúa bảo rằng là phải trở nên bé nhỏ mới được vào nước trời. Cho nên bà như là trẻ con, bà mới được vào nước trời. Bà mà như người lớn, có nghĩa là gian ngoa, rồi là lừa lọc, rồi thì mánh khóe, rồi thì là hình thức, rồi là giả dối, giả vờ. Những thứ đó không được vào nước trời. Cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ ngây thơ như bà đó. Có sao nói vậy người ơi? Không. Con liệu cha ơi, cha đừng có nói hội con nói bậy à. Thì bà sẽ được vào nước trời. Bây giờ đây là món quà của lòng thương xót Chúa. Vì không thể chấp nhận được một người cho tới bây giờ thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn phải sống không điện, không nước. Lát nữa bà vô trong kia, tôi sẽ gửi bà đúng 20 triệu để bà về bắt điện, bắt nước nha. Dạ cảm ơn cha, trời ơi, con mừng quá cha ơi. Con em con nó nắm cái đồn xe đi đó, nó hay được á, trời ơi. Không lẽ giờ cha lên thân đàn con cũng theo luôn, nắm giặt áo luôn đó. Rồi, tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa để bà nghe nha. Bà nghe bao giờ chưa? Nè, con nói với cha, con ấy là hết bệnh là con có mượn một cái máy. Mà con hát gì con thấy băng của cha nghe, trời ơi sao nó kết quả quá trời đi. Mà nhà không điện ở đâu có dám hát hết máy người ta. Sợ điện người ta phà phiền phức. Vừa hết vừa chút xíu cái tắt. Vừa chút xíu cái tắt. Để hết tiền hết máy điện người ta làm sao? Ta phiền phức. Rồi con trả rồi mà trả mà nước mắt xuống luôn. Xuống luôn. Tôi mới nói vậy, tôi nói thôi để tôi lại xin con tôi mua cái máy nhỏ đó. Rồi tôi mượn cái đĩa đó, tôi thu qua. Rồi em tôi nói thôi chị ơi, phiền phức tiền không có, chị làm vậy chi. Rồi điện rồi lại sạc á. Thôi cha ơi, nó phải nói ra con đau lòng, con khóc thôi, con cho con ngừng lại đi. Rồi. Bà vô nha, tí cho tôi gửi cho bà đúng cái số tiền để mà bà về bắt điện bắt nước. Đây là cuốn lịch, cái lịch lòng thương xót Chúa. Biết chữ đâu mà chè mời con mấy. Thưa anh chị em, bà nói câu là tôi nghe thấy nó xót xa lắm. Điện thì không có, nước thì không, mà chữ thì cũng không biết. Đưa cuốn lịch bảo biết đọc biết chữ gì đâu, đưa cuốn lịch. Mà có cái máy nghe thì không cần biết chữ cũng nghe được.
Nhưng mà khổ cái máy thì phải cắm sạc, cho nên nghe một chút rồi tắt, nghe một chút rồi tắt, vì lý do là sợ nó hết pin. Nó hết pin thì không có điện thì làm sao mà sạc được. Anh chị em thấy nó não lòng không? Cười thì cười, nhưng mà tôi thấy nó xót xa thế nào đó. Nó xót xa lắm thưa anh chị em. Mà một tâm hồn hồn nhiên đơn sơ như vậy mà không vào nước trời thì còn chạy đi đâu được. Mà không ai nói cho bà biết là bà sẽ được vào nước trời. Bà chỉ lo rằng là chết thì chắc là xuống âm phủ thôi, chứ không có còn đường nào khác. Vì có ai nói cho bà biết đâu. Cho nên cái hạnh phúc của bà bây giờ là bà biết rằng là mình chết, mình được về với Chúa. Và cái hạnh phúc của bà bây giờ là dẫu sao sống trong cuộc đời này cũng còn thấy được ánh sáng của văn minh hiện đại một tí xíu, là có điện để mà cắm cái máy mà nghe giảng thôi thưa anh chị em. Con dạ, con chào Chúa.